Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hỏi các bạn một cái hiện tượng trong thực tế. Tôi làm thí nghiệm thì tôi thấy là khi tôi điều chế dung dịch sắt 2 clorua hay là dung dịch sắt 2 sulfat hay là dung dịch sắt 3 clorua thì tôi thấy là để hai cái lọ muối sắt 2, nó là muối sắt 2 sulfat hay sắt 2 clorua, đều có một hiện tượng chung là cái lọ nó bị móp lại. Đấy. Còn lọ sắt 3 thì không. Vậy xin hỏi các bạn là tại sao lại có hiện tượng như vậy? Các bạn hãy giải thích giùm tôi.